cách để không bị kích ứng lên bụng. Ở đây chắc hẳn là có rất là nhiều bạn bị cái tình trạng là mỗi lần sử dụng một cái sản phẩm gì mới thì sẽ rất là sợ là sẽ bị kích ứng lên bụng hoặc là dị ứng. Vì vậy nên là ngày hôm nay chị có một tip để hướng dẫn cho các bạn cách test mỹ phẩm trước khi mà mình sử dụng một sản phẩm nào mới để tránh bị kích ứng lên bụng cả mặt nha. Đầu tiên là các bạn hãy bôi cái sản phẩm lên trên cái vùng da xung quanh hàm. Sau đó thì chúng ta sẽ theo dõi từ 1 đến 2 ngày xem da có bị hiện tượng gì hay không. Hiện tượng thứ nhất, nếu da bị ửng đỏ chăm chích nhẹ thì có thể là da chưa quen với sản phẩm hoặc là cái sản phẩm nó đang bắt đầu hoạt động ở trên da của mình. Thì cách xử lý là nếu gặp trường hợp này thì các bạn vẫn phải test ở trên cái vùng quai hàm này và mình sẽ giảm tần suất sử dụng xuống xem tình trạng này có giảm hay không nha. Nếu tình trạng này giảm thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái sản phẩm này với tần suất thật là ít ở trên da của mình để da của mình nó có thể bắt đầu làm quen ở trên toàn mặt và sau đó thì chúng ta sẽ có thể sử dụng bình thường. Cái hiện tượng thứ hai đó chính là ở cái vùng da mình test sẽ bị ngứa, đỏ, rát, nổi mụn nước li ti hoặc là mụn viêm nhiều. Thì ở trường hợp này thì các bạn đã bị kích ứng với sản phẩm này và chúng ta nên ngưng hoàn toàn sản phẩm này nha. Lưu ý là đối với các sản phẩm có chứa AHA hoặc BHA thì nó sẽ có hiện tượng đẩy mụn trong vòng từ 1 đến 2 tháng. Vì vậy nên là các bạn hãy chú ý thật kỹ cái sản phẩm mình sử dụng, chú ý các bạn thành phần để chúng ta tránh nhầm lẫn giữa hiện tượng đẩy mụn qua AHA và BHA với hiện tượng bị kích ứng dị ứng nha. Làm đẹp đúng cách không quá khó, hãy theo dõi chị nha.